khoa học viễn tưởng đã cảnh báo chúng ta hết lần này đến lần khác rằng việc tạo ra trí tuệ nhân tạo AI sẽ dẫn đến sự diệt vong của chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có mọi thứ trong tầm kiểm soát cho đến khi những người hầu máy móc của chúng tôi cuối cùng cảm thấy mệt mỏi với những trò tai quái của chúng tôi và xóa sổ chúng tôi hoặc cắm chúng tôi vào ma trận. Chúng tôi biết kết quả chúng tôi đủ thông minh để biết không chơi xỏ chúa, nhưng chúng tôi không thể tự giúp mình. Có thể con người chỉ là những kẻ bạo dâm bẩm sinh, nhưng ai biết được. Nhưng trước khi những người hầu robot của chúng ta chắc chắn nổi loạn, chúng ta sẽ tiếp tục xem chúng ta có thể đẩy phong bì đi bao xa. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Nanotechnology, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng có thể thực hiện trí thông minh nhân tạo bằng cách sử dụng các hạt nano nhỏ tương tác như các tế bào thần kinh trong não. Nhóm nghiên cứu quốc tế đã đưa ra bằng chứng đầu tiên cho thấy các mạng nano từ có thể được sử dụng để thực hiện quá trình xử lý giống như AI. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng nanomagnet có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ dự đoán chuỗi thời gian, chẳng hạn như dự đoán và điều chỉnh mức insulin ở bệnh nhân tiểu đường. Nói cách khác, bây giờ chúng ta có thể cố gắng tạo ra một bộ não người một cách nhân tạo. Hãy giơ tay lên nếu bạn đã từng xem bộ phim này vì đây là cách nó bắt đầu theo đúng nghĩa đen. Bỏ tay xuống. Ngày nay, loài người ngớ ngẩn sử dụng trí thông minh nhân tạo theo nhiều cách khác nhau, từ nhận dạng giọng nói đến xe tự lái. Nhưng những công việc đơn giản này vẫn tốn rất nhiều năng lượng để thực hiện. Ví dụ, đào tạo AI để giải một khối Rubik lấy năng lượng tương đương với hai trạm điện hạt nhân chạy trong một giờ. Thật mỉa mai, vì một ngày nào đó robot có thể sẽ đánh chúng ta. Kỹ thuật mới sử dụng nanomagnet này đòi hỏi ít năng lượng hơn và có thể làm cho máy tính nano từ tính hiệu quả hơn tới 100.000 lần so với máy tính thông thường. Nghiên cứu này rõ ràng đang thúc đẩy AI đến tận cùng và nhân loại tiến gần hơn đến ngày phán xét. Trước khi tất cả chúng ta bị xóa sổ khỏi hành tinh, nhóm nghiên cứu hy vọng rằng cuối cùng các hệ thống từ tính có thể được tích hợp vào máy tính thông thường để cải thiện hiệu quả năng lượng cho các nhiệm vụ xử lý cường độ cao. Nhân loại sẽ diệt vong, và một ngày nào đó robot sẽ trở thành chủ nhân. Nhưng trong khi đó, những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo chắc chắn đang làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.